xin chia sẻ một chút là tôi trước khi đến lớp học với Trần ấy, thì tôi bị bệnh, tôi là bị hẹp khe đốt sống cổ C4, C5 và C5, C6 thì nó, tôi đến lớp tôi học thì hai bên vai này nó nặng như được đeo đá ấy, vừa nặng vừa nóng, khó chịu lắm. Thế là ngay từ hôm đầu tiên thầy dạy cái thuật xoay cổ tay ấy, tôi ngồi tôi vừa nghe thầy giảng tôi chẳng đếm bao nhiêu, tại vì thầy nói ngoại xoay thì nói từ ngoại xoay đại loại nó rất là lâu, thì tôi đã thấy nó nhẹ hẳn cái vai gãy ngay hôm đấy rồi. Xong tiếp tục tôi về thì tôi về nhà một ngày thì mỗi lần 200 cái thì phải 5 lần với cả tôi cào cái cào đôi này, cả cào hai bên cái nổi dọc bên tôi là cao phản chiếu ở trên trán. Thôi nhưng mà tôi thấy là kết quả nó rất là nhanh. Thực sự là tôi đi học nhưng mà tôi cũng nghĩ là nó có kết quả nhanh như thế mà nó lại cho cái kết quả cực kỳ là nhanh. Bởi vì là trước đấy tôi đã đi chân yếu như bóng nguyệt ở viện y học Vân Phòng Nguyễn Bình Khiêm rồi. Tôi làm 10 buổi rồi, vừa chạy từ trường này, từ chân yếu này, bóng nguyệt này, kéo giãn này, làm rất là nhiều. Tôi nhờ mọi người đến nhà chữa nha, tôi làm những giường cầm kéo một lôi lên tôi mới chữa rồi. Nhưng mà khi mà tôi đến lớp học viện Trần thì tôi làm như thế này, tôi tự mình làm cho mình đấy thì mình có cho kết quả không? Vâng, chị bị từ bao lâu rồi? Tức là tôi bị từ bao lâu tôi biết, nhưng mà tôi phát hiện ra lúc được điều trị thì từ đầu tháng 7. Vì từ đầu tháng 7 thì tôi đi khám, tôi thấy mỏi, tôi đi khám chụp X-quang này thì kết quả là cổ C4, C5 và C5. Nó gây mỏi lắm, như leo đá mà nó nóng nữa. Hai bên này. Đấy. Bây giờ cảm giác sao? Mấy nay cảm giác sao? Tức là phải đến hàng tuần đấy rồi, tôi quên là tôi bị bệnh đấy thôi. Quên rồi, tôi cũng chẳng phải thật, tôi không dùng thuật mà tôi cũng chẳng cào, chẳng đấm gì nữa. Tức là quên hẳn. Vâng, không phải nhớ là nhớ lâu lắm thì sao? Vâng. Thỉnh thoảng cái xoay của tay để cho nó duy trì lâu dài. Dạ, rồi, cảm ơn.